Sorry, it's DJ. Hôm đem đủ luôn nè, không có à. Bỏ mấy con nhỏ đi, đục mấy con nhỏ tội nghiệp đó mày. Cho sống sót đi, sống sót. Cho sống sót thì mai mốt mấy ông kia cũng đục hết à. Đổ hả? Rồi đó, lương thực của mình đó. Có cái nắp mà đổ vậy? Không có nước hồi về voi đục hào lấy ha, đừng về mình lấy tương liệu à. Quay không mà đâu chụp đâu. Để tôi chụp cho. Cảnh này. Còn trên còn sống không vậy? Hồi lại đằng cầu lắm cũng có nè. Ủa à, con này à, ba con bự luôn chứ à, hai con này. Ở đây có ba con bự nè hả? Ừ, đủ bán ngồi ngồi. Ba con cho bá luôn nè. Ba con đó mới tập đó. Gớt nước chèm phải không? Mày làm sao gớt mất tiêu, ông hỏi ông ngồi ông khóc. Gớt về Vĩnh Long luôn. Từ Vĩnh Long xuống đây đục hào mà không biết con hào là gì. Về anh Thiên ơi! À. Về! Về! Mới rồi, mới rồi. Trời trời, không biết đục mà đục ra con bự vậy. Từ Vĩnh Long xuống đây đục hào mà xuống là toàn thấy đá đục không. Nè nè, con Tông nè mọi người. Quá trời con tầm này, con tầm xanh tầm đỏ vậy nè. Đó, mọi người cùng xem con tầm này. Đó. Nó thường sống ở trên đá trên đồ mà chỗ nào không có nó cho nó bò thì anh đi. Chiếc gì đây, ba con này. Ba con này bự nè. Đặt vỏ đây đi cảnh. Cảnh đây. Cho vỏ lòn qua đây đi. Đang ấy rồi. Họ để cho ông đục đi. Đục qua đây anh đục này đi, ngưng thấy luôn. Để cho ông đục đi, từ từ nổ cái nào giờ đi hết rồi. Đó, ba con mọi người ơi. Rồi, ê, còn được nha. Ba em nè. Ba em mọi người ơi. Rồi chưa? Thật không à. Giờ chơi đục bằng đá luôn mọi người ơi. Đem ba bốn anh em mà đem có con cây búa rồi. Nè, cho cục đá bự nè. Mạnh lên, đục mạnh lên. Ủa, nó dập hết trơn rồi. Ủa, đập cái kia đó, dập hết rồi. Đó, con bự xong được. Lấy cái đầu kia, trở lại cái đầu kia á. Lấy cái đầu kia sọt vô. Chạy tay đó, thấy gác gác rồi đó. Chẳng đâu nè, tôi bị cái đứt tay nè. Hai bỏ hết rồi đó. Nó đó. Ôi, con ốc này, con ốc ấy ngon lắm mẹ ơi. Ngon không? Con ốc gì đó, tôi quên mất tiêu rồi. Ốc biển á. Ê, này ông Linh đang con đó nè.
Nè nè, có cái con gì chứ trong không ơi? Vậy là vậy là cái con mượn hồn rồi. Lấy đi. Lấy ra đi. Nè nè nè, nè lấy con ra này dứt nó ra nè. Chưa ra. Con mượn hồn là có gì đó. Móc mượn hồn á, nó vô cái vỏ ốc chết nó sống ở trong á. Người ta gọi ngóc mượn hồn. Ăn, ăn được không? Được. À, như trong, đây cũng có con nè. Trong đây con ốc mượn hồn sống trong đây mọi người. Con mượn hồn cái này nè. Bắt đi. Về đặt ra nó con mượn hồn trong á. Vỏ ốc nó chết rồi. Cũng đây còn mấy con bự nữa nè. Nó rút chậm rồi, mày không bắt được đâu, phải đập vỏ ốc mới được. Giờ mấy anh em mình đục hào xong rồi chạy vô trong gần ở trong mọi người, từ cái biển chạy vô rồi mấy anh em mình sẽ dự định là sẽ kiếm cái chỗ để mò sò huyết. Giống cái con gì nè? Hả? Con gì nhum gì đó. Ôi, này cho giống con nhum. Ồ, đây là con nhum mọi người ơi. Nhum biển nè, mọi người thấy không? Con nhum biển con nè. Ôi, được con nhum biển rồi nè. Nhum biển. Hả? Vỏ lãi đang chạy hiền hiền rồi. Vô vô. Nó đụng sợ nữa chứ ông ơi. Có sò nhưng mà nó đâu phải nhiều đâu. Ừ. Mà kiếm nó chừng chục con mới về ăn chung với hào. Dính ốc gai mọi người. Còn sống không? Ủa còn sống luôn nè. Đây nè, ốc gai quá trời to nè mọi người thấy không? Nè. Ốc gai nè ngọt lắm mọi người. Mà hình già thù của nó cũng đẹp nè. Đó, được em ốc gai với em nhâm biển nha. Cái con ấy nè, con này lâu lắm mới thấy nè, con gì nè. Nè, con này đẹp ghê cho mọi người. Con gì mà mình quên tên mất rồi. Nó ông ánh để ngoài nắng, nó ông ánh đẹp lắm. Gọi nó mất luôn rồi. Nó ừ, bắt luôn. Rồi đen con nè. Không bỏ đi kia kìa. Con ông ánh nãy nè. Con này như là chết rồi. Đúng nhanh là nó có hai cái miếng ép lại. Kinh này mút rồi ông lên nè. Ừ. Con ghẹ. Ghẹ hả? Ừ. Cái này nhiều loại ghẹ lắm, cái này là con ghẹ gì nè. Vậy thôi, bắt được con ghẹ nè mọi người. Hang này nè, hang này nãy nó chui vô nè. Hiện mấy thời loại nhỏ luôn. Biết thời loại nãy nó chui vô. Mày để ý cá thời loại chui hang nào cảnh. Nãy nó chui hang đó đó. Nó xịt xịt đó. Móc hang con ghẹ này nè mọi người. Nó chui trong cái hang đó. Đâu thấy đâu. Móc lên đi. Đó. Trời ơi, đây hai em mọi người. Hai em. Trời ơi, nghe. Vậy này ngộ không thấy luôn trời. Con cá thòi lòi nè. Đó, con cá thòi lòi kìa mọi người. Nó chạy đó. Nó. Chạy hay lắm mọi người, nó đeo nè. Đó. Nè. Ôi dính con hải sâm cái gì nè mọi người. Phải không? Cái gì? Chuối. Mọi người coi con này phải con hải sâm không nha. Nè. Không, cái này là cái sinh vật chứ không phải trái chuối. Nè, nhìn nè, nó đã chưa? Hải sâm cái gì đó. Ơi, hấp dẫn nha. Một em lạ luôn mọi người. Rồi bỏ trên đi. Không biết về hỏi ông thứ ơi, hỏi ông mấy thứ ơi. Tôi thấy con hải sâm tăng được đó. Ồ, quá trời mấy em này luôn mọi người. Nhím gai cũng bắt luôn. Đây nè. Quá trời rồi. Mọi người biết con này con gì để với bình luận nha. Mình cũng không biết con gì luôn. Mà lúc mò lên thì cứng ngắc mà bây giờ nó mềm meo rồi. Thục luôn rồi. Thục luôn rồi nè. Đó, mọi người thấy không? Đó. Mọi người thấy chưa? Lỏi ra, trời ngóc ra đâm rồi. Đó, con to mọi người. Mọi người biết con này là con gì để với bình luận nha. Giờ mò tiếp nữa mọi người, ngồi dính con lạ quay mọi người xem tiếp nha. Hello mọi người. Đang chạy máy với sao mọi người.
Đây mọi người, nãy giờ bắt một đống hào luôn nè, thấy không? Một bọc chà bá luôn nè. Nếu mấy con này không biết con gì luôn, mọi người biết để dưới bình luận nha, có ăn được không nha. Đó, còn cái con này là cái con ốc mượn hồn mới lấy ra nè mọi người. Nó trong con ốc hồi nãy mới lấy ra nè. Đó, ốc mượn hồn nó gì nè mọi người thấy không? To chưa? Nè. Con ốc mượn, con ốc mượn hồn là nhìn thấy rất hấp dẫn mọi người, nhìn thấy không? Nè. Ủa, to chưa? Ốc mượn hồn này ăn rất là ngon luôn mọi người. Đó. Thôi clip của mình, mấy anh em mình đi bắt hải sản biển đục hào là tạm dừng đây mọi người. Mọi người xem clip thấy thú vị, nhớ chia sẻ video cộng gãi trên mạng xã hội cho mọi người cùng xem ủng hộ Hoàng Linh nha. Đừng quên để lại một like cũng như ý kiến mọi người bên phần bình luận video nha. Chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.